các logo AG120. Này máy 120 nha các bạn. Ngoài mạnh lên. Bự quá. Từ lâu rồi mình mới lấy cái máy Trung Quốc nha mọi người. Thì Trung Quốc bây giờ nó sản xuất trở lại mới có các cái chụp cũng được. Nhưng mà máy kia nó cắt ở đâu mình chưa không biết nữa. Chạy qua đâu, chạy qua cầu bên đó hay là chạy qua qua đây? Bên đó hả? Cái này thì chỗ mới vui á. Cái này đổi tài xế hả? Tài xế già nhà hả? Một số nữa. Coi lại coi. Hết rồi.
ông bộ đã. Yeah.
quốc mà cắt cũng rất là sạch ha. Đúng rồi, các lúa sạch cũng rất tốt. Ba người hứng luôn.